Uống rượu như cơm bữa. Thằng Lục đâu? Mau mở cửa ra. Con trai ông thua bạc, nợ tiền tôi. Giấy nợ rành rành đây mà nó còn trốn. Bây giờ ông trả nợ hay là muốn tôi báo quan? Ông thấy đây, nhà tôi chỉ là một tiệm thuốc nhỏ, gia tài không có gì đáng giá hết. Tôi biết lấy gì trả cho ông đây? Ông không trả được thì tôi báo quan, cho thằng Văn Lục nhà ông tù mọt không? Ông báo quan thì chúng tôi cũng không trả được hết nợ cho ông. Hay là thế này, xin ông thư thư cho chúng tôi một thời gian nữa để tôi thu xếp. Nể tình ông làm nghề bốc thuốc cứu người, tôi cho ông thêm một tháng, đúng hạn tôi quay lại. Mà ông không trả đủ tiền thì đừng trách tôi không nể chỗ quen biết. Cha Văn Lục, con còn dám phát mặt đến đây gọi ta là cha nữa sao? Con xem làm thế nào để xoay sở mà trả nợ trong tháng tới. Người ta vừa đến đòi nợ đấy. Nhà mình chẳng còn gì có thể bán để trả nợ cho con đâu. Cha, con đã nói với cha bao nhiêu lần rồi. Cha chỉ cần thay chỗ tam thất bắc bằng tam thất gừng thì đảm bảo chỉ một thời gian thôi, nhà ta sẽ thoát nợ ngay. Ta là thầy thuốc, sao có thể làm chuyện giả dối như thế chứ? Tam thất gừng cũng là tam thất, là thuốc lành tính, mà giá là chỉ bằng 1/10 tam thất bắc. Chúng ta chỉ trộn vào một ít thôi, có ảnh hưởng gì đâu chứ. Tính mạng con người là quan trọng, không thể làm liều được con ạ. Vậy con trai của cha không quan trọng sao? Con mà bị bắt vào ngục thì cha mất con. Phan Bảo cháu nội đích tôn của cha không có cha. Ta nói không là không. Nhà ta bốc thuốc bao lâu nay, lấy uy tín làm gốc, không thể làm mấy trò buôn gian bán lận ấy được. Còn lo mà làm ăn tử tế, đừng chơi bời, phá gia chi tử và không được bao giờ nhắc đến chuyện này với ta nữa. Vâng, con biết rồi. Cha làm sao vậy? Cha không sao. Sắc mặt cha trông mệt mỏi lắm. Hay cha về nhà nghỉ để con trông tiệm thuốc cho. Con suốt ngày lêu lổng cờ bạc, biết việc gì mà trông coi tiệm thuốc chứ. Cha đừng coi thường con như thế. Tuy con có ham chơi, nhưng nghề bốc thuốc cha dạy cho con vẫn nhớ rõ đấy. Cha cứ yên tâm nghỉ ngơi, mọi chuyện ở đây con lo được. Con biết trước đây con làm nhiều việc khiến cha phiền lòng, nhưng giờ con đã thay đổi rồi. Lẽ nào cha không tin con sao? Vậy thì con trông tiệm cẩn thận, ta về nhà nghỉ ngơi. Cảm ơn chú, tôi đi về đây. Đấy, qua nhận ra tam thất gừng đâu. Thế mà cha cứ lo hảo. Uy tín mà không có tiền thì cũng chẳng để làm gì. Kìa mình, sao lại uống nhiều rượu như thế? Còn cứ rượu chè thế này thì bao giờ mới nên người đây? Rồi cha sẽ thấy con kinh doanh tiệm thuốc tốt hơn cả cha. Chẳng mấy chốc nhà ta giàu có, con sẽ không để vợ con phải chịu nghèo khổ nữa đâu. Thôi đi, mình say lắm rồi, đi vào buồn ngủ đi mình. Cha ơi, chồng con tự nhiên đau bụng đến ngất xỉu đi. Cha mau vào xem anh ấy bệnh như thế nào rồi cha. Nhà con sao rồi hả cha? Nó suốt ngày rượu chè, tỳ vị hư nhược, giờ xuất huyết nặng bên trong rồi. Cha là thầy thuốc giỏi, nhất định sẽ chữa khỏi cho mình. Mình đừng lo. Đây là đơn thuốc ta kê cho Văn Lục. Con cứ theo đó ra tiệm lấy mà sắc cho nó uống nha. Dạ vâng. Mình chịu khó uống bát thuốc này rồi nằm nghỉ ngơi nha. Mình làm sao thế? Cha ơi, cha, Văn Lục, anh ấy nôn ra nhiều máu lắm. Con đã cho nó uống như đơn của ta chứ, sao lại nôn ra máu như vậy được? Con làm đúng theo những gì cha dặn rồi mà. Tam thất gừng cũng là tam thất, là thuốc lành tính, chẳng mấy chốc nhà ta giàu có. Con lấy tam thất ở đâu? Mang lại đây cho ta xem.
Thưa cha, chỗ tam thất ấy đây ạ? À? Đây không phải tam thất bắc, mà là tam thất gừng, một loại dược liệu rất giống tam thất, nhưng dược tính không bằng. Khi bị xuất huyết bên trong lục phủ ngũ tạng, dùng tam thất cầm máu rất tốt, nhưng nếu dùng nhầm sang tam thất gừng, tình trạng sẽ nặng hơn. Ừ, con lấy trong kho, đúng chỗ đề chữ tam thất mà cha, làm sao mà nhầm lẫn được? Con hỏi chồng mình sẽ rõ. Là do tôi, tất cả là do tôi tham lợi nhuận, đã đánh tráo tam thất, để rồi bây giờ tự hại chính mình. Cha, con xin lỗi vì đã không nghe lời cha. Con biết lỗi rồi thì giờ lo mà làm ăn tử tế đi. Cũng may từ hôm qua đến nay chưa có ai phải chịu hậu quả về việc con làm. Chuyện hôm nay là một bài học để con biết rằng đừng bao giờ vì tiền bạc mà làm những chuyện buôn gian bán lận. Sống có đức để còn làm gương cho con cái nữa, biết không? Dạ vâng, chúng con nhớ rồi ạ. Ba người con của trời và đất. Ngày xưa, trời và đất chỉ cách nhau có mấy sải tay. Người trên trời và người dưới đất qua lại bằng một cái thang. Ngày nọ, hoàng tử Phôn Sang Ga, con của vua trời, xuống trần gian. Chàng bắt gặp nàng Amala, xinh đẹp chăm chỉ, đang gieo mạ. Họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dạ thưa cha, xin cha đồng ý cho con được cưới nàng Amala dưới trần gian làm vợ ạ. À? Con trai vua trời cưới một người trần gian ư? Điều đó không thể chấp nhận được, ta không thể đồng ý. Nếu con còn giữ ý nghĩ đó thì đừng trách ta ngăn cản đến cùng. Thì chúng ta hãy cùng trốn đi, đến một vùng đất xinh đẹp để sinh sống. Xin thần hy và thần rừng hãy che chở cho chúng con. Vua trời nổi giận lôi đình, sai tướng đại bàng đi bắt hoàng tử về. Hoàng tử, ngài ở đâu rồi? Mây che thế này ta không thể trông thấy gì dưới hạ giới cả. Nhờ mây trời và cây rừng che chắn, vợ chồng hoàng tử đã trốn được đôi mắt sáng rực của đại bàng. Họ tìm đến một miền đất mới làm ăn sinh sống. Đại bàng cứ mãi miết tìm từ năm này qua năm khác, mà mãi vẫn không thấy tâm tích hoàng tử đâu, cho đến một ngày nọ. Ôi, sao ở nơi hoang vắng thế này lại có khói bếp bay lên chứ? Ồ, thì ra hoàng tử ở đây, đã thế còn có ba đứa con lớn rồi. Hoàng tử Phôn Sang Ga, xin hãy trở về trời với thần. Không, không, ta không đi đâu cả, thả ta ra, thả ta ra. Xin hoàng tử đừng làm khó thần, lệnh của vua trời đã ban ra, không ai có thể cưỡng lại được. Thả ta ra. Thả cha ta ra, đại bàng kia. Thả chồng cha, ta ra. Cha. Vua trời vẫn không quên chuyện xưa mà tha cho gia đình ta. Các con ơi, mẹ con mình lên trời tìm cha nhé. Làm thế nào để lên trời hả mẹ? Đến chỗ có thang lên trời, chúng ta sẽ lên được. Người trần gian thật to gan, ta sẽ không để các người tự do lên trời nữa đâu. Từ giờ, người trời và người trần gian không thể nào chung sống với nhau được nữa. Vua trời còn sai đại bàng vươn đôi cánh khổng lồ, hoặc tung các đám mây che giữa trời và đất. Mây tan đi bao nhiêu thì khoảng cách giữa trời và đất càng xa thêm bấy nhiêu. Các con ơi, tan đất rồi, trời đất cũng chia xa quá rồi, chúng ta không có cách nào để lên trời tìm cha được nữa. Vậy con sẽ đắp một ngọn núi thật cao, cao chạm trời luôn, khi đó mẹ con ta sẽ lên đón cha về. Mẹ hãy tin chúng con rất khỏe mạnh mà. Ôi, các con của mẹ, các con khôn lớn thật rồi. Cầu xin các thần linh phù hộ cho các con đắp được núi lên trời. Thế là ba anh em, mỗi người một việc, bắt tay vào đắp ngọn núi cao chọc trời. Anh cả khỏe mạnh nhất, tự mình vác những khối đất lớn. Anh hai có tài thuần hóa thú rừng, đã huấn luyện những chú trâu rừng hồ đất đến cho mình. Em ba có đôi tay khéo léo, có thể đào được những khối đất ở những nơi rắn chắc nhất. À, chuyện gì thế kia? Bọn chúng định đắp núi làm đường lên trời sao? Đừng mơ chứ. Đại bàng đâu? Hãy quạt tung ngọn núi của chúng cho ta. Ba anh em của trần gian, hãy ra mà xem, chúng tôi các người tan thành mây khói này. Đại bàng không cho chúng ta xây núi, chúng ta phải làm sao đây? Em đừng lo, giờ chúng ta sẽ làm nỏ bắn đại bàng.
em sẽ làm chiếc nỏ có thể bắn đi hàng nghìn mũi tên. Đại bàng sẽ sợ quá mà bay về trời thôi. Anh ơi, bắn đi, tiến lên những mũi tên. Hãy cho đại bàng biết sức mạnh của chúng ta đi. Chiếc nỏ của chúng ta đã đuổi được đại bàng bay về trời rồi các anh ơi. Hoàng hô, hoàng hô. Người hãy mau xuống trần gian trừng trị bọn người trần gian ấy cho ta. Thần xin tuân lệnh. Ta sẽ dẫm bẹp ngọn núi mà ba anh em ngươi vừa đắp lên. Lần này chúng ta có bắn nỏ cũng không làm gì được tướng voi rồi. Anh có kế này, các em hãy làm theo lời anh nha. Dạ. Sau khi nghe anh cả vạch kế hoạch, ba anh em chia thành ba hướng ra đi. Anh cả hút hết cả nước con sông lớn vào bụng. Tướng voi, hãy xem sức mạnh của ta đây. Tướng voi, ngươi chạy đâu cho thoát? Ta sẽ cho ngươi thấy người trần gian có thể làm được gì ngươi. Khi voi chạy vào rừng sâu trốn, thì gặp anh hai, người có tài thuần hóa thú rừng. Voi ơi, chúng ta sẽ không giết voi đâu, vì voi với chúng ta không thù không oán. Chỉ vì vua trời muốn chia lìa cha mẹ ta mà các người phải bị tai họa. Tướng voi nghe những lời nói chân tình ấy thì vô cùng cảm động, xin ở lại hạ giới cùng ba anh em. Trong khi đó, ở trên trời, hoàng tử Phonsanga lúc nào cũng thương nhớ vợ con. Đêm đêm, chàng ra bờ sông Ngân nhìn về hạ giới khóc than thảm thiết. Nước mắt và lời than của chàng kết thành mưa bão, sấm chớp kéo dài hàng tháng, làm cho các loài vật không đi kiếm ăn được. Các loài vật cử đàn chim bay lên trời tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Sao hoàng tử khóc than suốt ngày đêm như vậy? Ngài có biết ngài đang gây nên mưa bão, làm chúng tôi không thể đi kiếm ăn được không? Ôi, ta xin lỗi, nhưng ta nhớ thương vợ con ở hạ giới quá. Nghĩ đến họ là ta không thể ngừng khóc được. Hoàng tử đừng khóc nữa, chúng tôi sẽ giúp chàng đoàn tụ với vợ con. Đàn chim bèn kết thành tấm thảm lớn chở hoàng tử bay về hạ giới với vợ con. Ta về với ba mẹ con rồi đây. Cha về rồi, cha về rồi. Ôi em mừng quá, gia đình mình đoàn tụ rồi. Khi cha thấy các con khỏe mạnh khôn lớn thế này, cha vui lắm. Xin cảm ơn nàng đã nuôi dạy các con rất tốt khi ta không ở đây. Giờ chỉ cần cả nhà ta bên nhau, chúng ta sẽ vượt qua được mọi khó khăn để giữ gìn cuộc sống yên vui này mãi mãi. Cảm động vì tình yêu thương và đoàn kết của cả nhà hoàng tử Phonsanga, vua trời đã chấp nhận và chúc phúc cho họ. Từ đó, tuy trời đất không bao giờ gần lại nữa, nhưng những người yêu thương nhau đều được sống hạnh phúc bên nhau. Sự tích Hòn Vọng Phu. Ngày xưa, ở trấn Kinh Bắc, có một người đàn bà quá chồng từ sớm, ngày ngày đi mò cua bắt ốc để nuôi hai đứa con thơ. Cậu con trai là Tô Văn, còn cô con gái là Tô Thị. Ôi không, máu, máu nhiều quá. Mình đã làm gì thế này? Mình đã hại chết em rồi. Mình không còn mặt mũi nào ở đây được nữa. Hả? Trời ơi, chuyện gì thế này? Mẹ ơi, mẹ đừng trách anh Văn. Lúc đó hai chúng con đang chơi với nhau ở sân. Cứ như vậy, cô bé vừa khóc lóc vừa kể lại cho mẹ nghe đầu đuôi câu chuyện. May mắn thay, trong lúc cô ngất đi, có bà hàng xóm tốt bụng đã lấy lá thuốc giấu đắp cho Tô Thị. Trời ơi là trời, đúng là con dại cái mang mà. Từ ngày đó, Tô Văn đi biệt tâm. Ngày một, ngày hai cũng không thấy trở về. Mẹ cậu đã tìm khắp nơi nhưng không thể nào tìm thấy. Người mẹ sau nhiều tháng ngày tìm kiếm con trai, bà vừa tuyệt vọng vừa nhớ con, sinh ra buồn phiền, ngày một héo hon, chẳng bao lâu ốm nặng rồi chết đi, bỏ lại Tô Thị một mình bơ vơ. Sau khi mẹ mất, Tô Thị được mấy người láng giềng cưu mang trong ít ngày. Sau đó, cô bé đến giúp việc cho hai vợ chồng người chủ hàng cơm nọ. Sau này, hai vợ chồng người chủ hàng cơm lên xứ Lạng mở hàng nem. Tô Thị cũng vì thế mà rời xa quê hương, cùng họ bôn ba.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Tô Thị đã lớn. Nàng không chỉ xinh đẹp mà còn nết na, đảm đang, tháo vát. Nàng được rất nhiều người trong vùng để ý. Học được nghề làm nem, Tô Thị liền mở cửa hàng nem ở Kỳ Lừa. Nàng làm nem rất khéo, cửa hàng mỗi ngày một đông khách. Người ta đến để thưởng thức nem ngon, cũng có người vừa thích nem vừa mê bóng mê gió cô hàng. Người đâu mà xinh đẹp, dịu dàng, lại khéo léo thế không biết. Thế này thì ngày nào tôi cũng muốn ăn nem. Ăn nem, tòm tem luôn cả cô bán nem. Anh làm cái gì đấy? Nem thì có thể tùy tiện ăn, nhưng lời thì không thể tùy tiện nói, và hành động thì lại càng không thể tùy tiện làm như vậy. Chuyện liên quan gì đến nhà anh mà ý kiến chứ? Không liên quan đến tôi, nhưng anh giữa ban ngày ban mặt lại đi ức hiếp con gái nhà lành. Thật sự không đáng mặt đàn ông. Mọi người thấy tôi nói có đúng không? Đúng rồi. Cụ cứ cầm đi ạ. Cụ không có tiền thì coi như con biếu mấy thang thuốc này. Cảm ơn cậu. Cậu đúng là một chàng trai tốt. Cụ quá khen rồi. Cụ khó khăn như vậy, con chẳng giúp được gì, chỉ biếu cụ được mấy thang thuốc thế này. Con... Cụ ơi, con có ít nem cụ cầm lấy ăn lót dạ. Nem này con tự làm đấy cụ. Lão cảm tạ sự giúp đỡ này. Lão thật may mắn quá. Vậy là nàng phải lòng người thanh niên tuổi ngoài 20, có vẻ ngoài túng tú và tấm lòng tốt bụng kia. Chàng cũng mến mộ Tô Thị, nên mỗi lần đem thuốc bắc từ Cao Bằng về Lạng Sơn bán, chàng lại không quên ghé thăm hàng nem ngon nức tiếng Kỳ Lừa, cũng là để gặp cô bán nem đẹp người đẹp nết. Dần dần, cả hai trở nên thân thiết, quyến luyến không rời. Hai người lấy nhau được hơn một năm thì có với nhau một đứa con gái. Hai vợ chồng vốn đã yêu thương nhau hết mực, lại được thêm mụn con, tình cảm lại càng trở nên khăng khít. Đầu mình có cái sẹo to, thế mà bây giờ tôi mới biết. Bây giờ mình mới thấy hả? Mình thấy xấu lắm đúng không? Có gì đâu mà xấu. Vả lại tóc nàng che vậy, đâu để lộ ra ngoài. Nàng kể ta nghe, sao nàng lại có vết sẹo lớn vậy? Thật ra chuyện đã từ rất lâu rồi. Trước kia... Mình đã làm gì thế này? Mình đã hại chết em rồi. Mình không còn mặt mũi nào ở đây được nữa. Trời ơi, sao lại có chuyện thế này nữa? Ôi, số phận đưa đẩy thế nào? Đây lại là em gái của mình chứ. Theo cha nuôi rong ruổi xuống Lạng Sơn bán hàng, hơn 10 năm qua, mình vốn cho rằng gia đình mình ở miền xuôi đã không còn một ai. Không ngờ cớ sự lại như vậy. Không được, em gái mình đang sống vui vẻ là thế. Mình không thể để cô ấy biết sự thật này, để rồi phải buồn khổ. Tuy chuyện này là ngoài ý muốn của cả hai, nhưng nhất quyết phải gỡ bỏ mối duyên này. Đúng rồi, mình sẽ xin đi lính. Chỉ cần mình đi biệt chuyến nữa, em gái mình trẻ trung xinh đẹp nhường ấy, làm gì chả lấy được một người chồng khác. Gì cơ? Mình đã đăng ký đi lính sao? Người ta tránh còn không được, sao chàng lại xin đi? Ta đã quyết vậy, sáng mai là ta lên đường rồi. Mình biết vậy, đừng cấm cản ta làm gì. Tại sao đang sống yên vui hạnh phúc, mình lại bỏ mẹ con em mà đi như vậy? Có phải em đã làm gì có lỗi với mình không? Từ ngày chồng đi, Tô Thị chẳng thiết gì đến việc bán hàng. Ngày ngày nàng bế con lên chùa Tam Thanh,
cầu cho chồng được tai qua nạn khỏi, cháu được trở về, cùng nhau sum họp. Nhưng rồi 3-4 năm trôi qua, nàng trông chồng đỏ cả mắt mà chàng vẫn biệt vô âm tín, không thấy trở về. Và rồi vào một ngày trời nổi cơn giông, nàng nhớ chồng, thương thân, liền dẫn con ra ngoài chùa, trèo lên một mỏm đá cao chót vót, nhìn về hướng chồng đi. Mây đen kéo đầy trời, gió rít lên từng hồi qua khe đá, mưa như trút nước, chớp lòe khắp núi. Nàng vẫn bế con đứng trơ trơ, đăm đăm nhìn về hướng chồng đi. Ngày hôm đó, quả núi như rung chuyển dưới những luồng sét dọc ngang. Mưa mỗi lúc một to, Tô Thị vẫn bế con đứng trơ trơ trên mỏm đá cao chót vót. Sáng hôm sau, khi trời yên bể lặng, người ta nhìn thấy trên đỉnh núi, nàng Tô Thị bế con đã hóa đá từ bao giờ. Sự tích về người phụ nữ hóa đá chờ chồng được lưu truyền ở nhiều nơi trên đất nước. Nếu ai đã từng leo lên đỉnh núi Bà, Bình Định, núi Mờ Rắc, Đắk Lắk, núi Nhồi, Thanh Hóa, bờ Khe Dai, bàn Cơ Lết, Nghệ An, thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn, đều có thể bắt gặp những hòn đá có hình dáng như một thiếu phụ ôm con chờ chồng, mà dân gian gọi đó là hòn Vọng Phu. Sự tích Hoa Nhài Trắng. Chuyện kể rằng, ngày xa xưa, loài thỏ có bộ lông vô cùng đẹp mắt. Và đặc biệt, thỏ còn là một họa sĩ tài năng nữa. Thế nhưng, thỏ lại rất kiêu căng, hách dịch và thích làm cao. Trong khi đó, trên thiên đình, các loài hoa đều chỉ mang một màu trắng duy nhất. Cho đến một ngày, Ngọc Hoàng chợt nghĩ ra. Nếu khu vườn này mỗi loài hoa có một màu sắc khác nhau, thì sẽ vô cùng sinh động và đẹp mắt cho mà xem. À đúng rồi, người đâu? Cho gọi họa sĩ thỏ đến đây. Dạ, thưa vâng. Người hãy chuẩn bị những màu sắc tốt nhất, đẹp nhất để tô điểm cho khu vườn thượng uyển của ta. Khi nào xong việc, ta sẽ trọng thưởng. Ồ, tao điểm cho cả khu vườn ư? Sẽ mất thời gian lắm đấy ạ. Được rồi, làm theo ý ngươi đi. Hãy bắt đầu khi thuận lợi, nhưng phải nhớ làm việc cho tận tâm, chứ không được chểnh mảng. Tuân lệnh Ngọc Hoàng. Nào, bắt đầu công việc thôi. Nào các loài hoa, theo lệnh Ngọc Hoàng, hôm nay ta sẽ mang đến cho mọi người một màu áo mới bằng những gam màu tốt nhất của ta. Hãy đến đây và cho ta biết màu sắc yêu thích của mỗi người đi nào. Ồ, chúng ta sẽ có sắc màu mới ư? Thích quá, thích quá. Cảm ơn họa sĩ thỏ. Chào họa sĩ thỏ. Họa sĩ thỏ ơi, tôi muốn có màu vàng lấp lánh như tóc của thần mặt trời. Tôi rất yêu màu vàng, xin hãy cho tôi màu vàng nha. Một bông hoa bé tí như hoa dại kia mà lại dám lên tiếng trước yêu cầu ta ư? Người thật láo xược. Nữ hoàng hoa hồng còn chưa lên tiếng, thế mà phận chỉ là một bông hoa bé nhỏ mà chen lên trước cả nữ hoàng hoa hồng ư? Ừ, anh nhầm rồi, tôi không lên trước, là tôi đã đứng ở đây ngay từ đầu rồi mà. Nhưng người nên hiểu rằng người chỉ là một loài hoa bé nhỏ, không được phép lên tiếng đầu tiên. Thật vô lý, ở trong vườn này thì hoa nào cũng là hoa mà. Người thật vô phép tắc, cứng đầu và khó chịu. Người sẽ chịu hình phạt là được nhận màu sắc cuối cùng sau khi đã xin lỗi ta. Ta sẽ không bao giờ xin lỗi vô lý như vậy đâu. Trời ơi, công việc còn chưa bắt đầu nữa mà đã bực cá mình rồi. Không xin lỗi ta thì đừng hòng có được màu vàng như tóc nữ thần mặt trời. Nào, thế các cô thích màu gì? Ồ, họa sĩ thỏ tài ba hôm nay ra tay thì chúng tôi có màu gì cũng hài lòng. Nhưng kể ra có được màu đỏ thì thật nổi bật. Đấy, phải nói năng như mấy chị đây chứ. À như cái cô nhà kia. Được, tôi sẽ cho chị màu đỏ. Cảm ơn anh thỏ. Wow, đẹp quá. Thích quá đi. Các chị nhờ ai mà có được lộng lẫy như vậy chứ? Cảm ơn thỏ, cảm ơn họa sĩ tài ba.
Nào các chị cầm chướng, các chị thích màu gì? Ôi, họa sĩ Thỏ tài ba, anh không chỉ tài giỏi mà còn có bộ lông tuyệt đẹp nữa. Không biết anh có còn màu đỏ như các chị hoa hồng bên kia không? Các chị mà cũng đòi màu đỏ như hoa hồng ư? Thôi được rồi, tôi sẽ xem xét. Thế nào, câu nhài kia đã biết lỗi của mình chưa? Để xem ta có còn màu gì cho cô không nào. Ô hay, rõ ràng là anh sai và kiếm chuyện với tôi trước. Sao tôi lại có lỗi gì cơ chứ? Được lắm, đã thế tôi không tô màu cho cô nữa. Ô, anh không tô màu cho tôi ư? Được lắm, để xem đến khi Ngọc Hoàng trở lại, anh giải thích như thế nào khi tôi không có màu sắc gì. Chà chà, để xem họa sĩ Thỏ của ta làm việc thế nào nào. Quả là đúng như ý ta, thật là đẹp mắt. Xem nào, hoa hồng màu đỏ nè, cẩm chướng cũng màu đỏ, tử đinh hương tím nè, lưu ly thì màu vàng. Ơ kìa, hoa nhài, sao ngươi lại khóc? Mà sao ngươi vẫn một màu trắng thế kia? Chuyện là anh họa sĩ Thỏ khi vào vườn có nói về việc tô màu cho các loại hoa. Thế nhưng anh Thỏ một mực kết tội con hỗn sự và bắt con xin lỗi. Và cuối cùng anh ấy không tô màu cho con. Hả? Có chuyện như vậy sao? Họa sĩ Thỏ tài năng thì có đấy, nhưng cũng thật hổm hỉnh. Cho gọi họa sĩ Thỏ đến đây. Ngọc Hoàng cho gọi thần hả? Tại sao khi ta sai ngươi làm việc, ngươi lại mang cái tính hòm hỉnh và tự cao vào lẫn công việc như vậy? Thưa Ngọc Hoàng, nếu mà cô nhài kia chịu xin lỗi con một câu thì con đâu có phải đến mức như vậy chứ. Ngươi là người có tài năng, nhưng tài năng không phải là tất cả. Núi cao sẽ còn có núi cao hơn. Nếu ỷ vào tài năng mà cao ngạo với người khác thì là ngươi sai rồi. Ai có lỗi thì phải nhận lỗi. Nhưng nếu không có lỗi mà bắt người khác phải xin lỗi vì chạm tự ái cá nhân thì không được. Được rồi, bây giờ con thích màu gì hãy nói với ta. Nhưng nhớ là con phải xin lỗi thì ta mới cho màu đó. Bẩm Ngọc Hoàng, con thấy cả khu vườn ai cũng có sắc màu riêng, thì với con màu trắng cũng là một màu sắc độc đáo cho mình. Với lại con không cúi đầu trước Thỏ đâu. Nếu con vẫn quyết định giữ màu trắng thì ta sẽ đồng ý. Nhưng còn với Thỏ, con đúng là cứng đầu và cao ngạo quá rồi. Ta sẽ phạt con. Từ giờ bộ lông của con cũng sẽ chỉ có màu trắng giống như hoa nhài mà thôi. Hãy nhớ bài học này mà bớt thói cao ngạo đi. Vậy là từ đó, hoa nhài mảnh dẻ vẫn mang những cánh trắng muốt như màu chúng ta vẫn thấy ngày nay. Còn Thỏ thì đã phải nhận bài học từ sự cao ngạo kiêu căng của mình. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!